đây là một thế giới mà các thức tỉnh giả và thú dị hóa cùng tồn tại. Trương Bình, một thanh niên kiếp trước không may chết bất đắc kỳ tử, bỗng nhiên lại xuyên không đến thế giới kỳ lạ này, nơi nhân loại phải thức tỉnh chức nghiệp để tiêu diệt dị thú, sở hữu cho mình chức nghiệp khế ước bảo thạch rác rưởi, vì chẳng ai lại muốn tự đeo gông vô cổ cả, trừ mấy ông FA, không cam tâm cả đời mãi là một kẻ phế vật. Trương Bình dứt khoát nuốt bảo thạch khế ước của chính bản thân, thứ mà người khác né tránh, tự mình ký khế ước, trở thành thú triệu hồi của chính mình, cũng là thú triệu hồi đặc biệt nhất. Trương Bình đây là bị ngáo đá hay do thế giới này vốn là chôn chôn Việt Nam? Nếu bạn xuyên không đến một thế giới khác, có khả năng khế ước với tất cả sinh vật, bạn sẽ lợi dụng năng lực này làm gì? Khế ước với một manh sủng hay là khế ước với hung thú để hộ giá hộ tống cho bạn? Hoặc là khế ước với một nhóm cô gái để bắt đầu hành trình hậu cung dị thế giới? Chỉ đáng tiếc tưởng tượng vẫn khác với thực tế. Dị giới cũng không dễ lăn lộn như vậy. Đây chính là tên có năng lực được cho rằng là cấp vô dụng ư, nghe nói hắn có thể ngưng kế khế ước bảo thạch. Nhưng nếu sinh vật cam tâm tình nguyện ăn mới có thể bị khống chế, ai muốn bị khống chế chứ? Có lẽ dị hóa thú cấp thấp nhất cũng không muốn làm. Thôi đừng nói nữa, đúng là ghê tởm mà. Dị giới này ngoài việc khó khăn vật lộn với miệng đời, nó còn rất nguy hiểm. Tại sao những người đó giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Chẳng lẽ cả thành phố chỉ có cậu thấy tồn tại của chúng sao? Vậy thành Minh Châu không phải trở thành bãi săn bố trí phòng vệ à? Tất cả mọi người đều là thức ăn của chúng, cậu ở dị thế giới còn không trang bị 13 hậu cung, cũng không thể mở thì đã kết thúc rồi. Không, nếu không có sinh vật nguyện ý, vậy thì cậu sẽ tạo ra một con đường chưa từng thấy trước đây. Cậu sẽ khế ước với chính bản thân mình, khế ước bảo thạch level 1, các vật phẩm được tạo ra bằng cách tiêu thụ thể lực và tinh thần lực. Một khi mục tiêu tự nguyện ăn bảo thạch, sinh mạng, linh hồn và ý thức của nó sẽ bị người triệu hồi thống trị. Cậu đã trở thành triệu hồi thú của chính mình. Mệnh lệnh tuyệt đối, bạn có toàn quyền kiểm soát triệu hồi thú và triệu hồi thú không thể trái lệnh. Phục tùng tuyệt đối, bạn tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của triệu hồi sư và bạn sẽ trung thành thực hiện. Lần này, cho dù là dị hóa thú hay là thây ma vây thành, tất cả mọi tên muốn gây nguy hại cho thế giới này, cậu sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai. Kiếp trước cậu là thành viên trong đội cứu viện vì một chuyện ngoài sự cố mà chết bất đắc kỳ tử. Sau khi chết, cậu xuyên đến một thế giới tưởng tượng nơi thú dị hóa và người thức tỉnh, mà cậu của thế giới này, năng lực cũng đã thức tỉnh. Bảo thạch khế ước, nó có thể tiêu hao sức mạnh thể chất, sức mạnh tinh thần để ngưng tụ bảo thạch khế ước. Một khi mục tiêu sẵn sàng chấp nhận bảo thạch, sinh mệnh, linh hồn và ý thức của nó sẽ bị người triệu hồi thống trị. Cái này vốn là một năng lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng nó lại có một khuyết điểm vô cùng rõ ràng. Nhìn vào bảo thạch trên tay, Trương Bình đang trầm tư suy nghĩ, bất chợt có tiếng người gọi mình, cậu đang làm cái gì thế? Không có gì đâu, chỉ là, Tô Tĩnh Giao, cậu có muốn ăn kẹo không? Nhưng trước lời mời tốt bụng bất thường này, Tĩnh Giao lập tức từ chối, cúc ngay, ai muốn bị cậu khống chế bao giờ chứ? Và đúng như mọi người đã nghĩ, thứ khuyết điểm ấy chính là sinh vật phải hoàn toàn đồng tình tự nguyện mới có thể ký khế ước với cậu. Bằng không nếu nuốt bảo thạch vào, cũng chẳng phát sinh bất cứ chuyện gì cả. Chủ yếu là vì năng lực phế quá, suýt chút nữa đã tức mà chết đó. May mà có Trương Bình xuyên không tới, dựa vào tố chất tâm lý của kiếp trước mới khiến cho cơ thể này sống tiếp được. Thấy Trương Bình không nói, Tĩnh Giao bên cạnh liền túm đầu mà động viên bạn, đừng có từ bỏ sớm như vậy, thế giới rộng lớn, nhất định sẽ có sinh vật gì đó đồng ý cho cậu khống chế thôi. Nhưng mà động viên hơi biến thái rồi nha bà, nói thì đơn giản lắm, ngoài Trương Bình ra, còn ai đồng ý nữa đâu. Khoan đã, bản thân cậu, đúng vậy, sao lúc trước lại không nghĩ ra cơ chứ? Không để Tĩnh Giao kịp thời phản ứng, Trương Bình liền đưa bảo thạch vào thẳng trong họng, cứ thế nhai rồm rộp giòn tan khó cưỡng. Chỉ sau hành động này, khắp cơ thể Trương Bình bất ngờ tỏa ra một luồng sáng, nhưng rất nhanh nó đã sớm bị tiêu tan. Thấy Tĩnh Giao đang lo tới sắp khóc, Trương Bình chỉ bật cười, cậu không có sao đâu. Đến lúc này, Tĩnh Giao mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, bây giờ cũng không còn sớm nữa, về ký túc trước đi. Sáng mai cô phải đến đội tuần phòng báo cáo rồi, Trương Bình cũng không cần đợi cô đâu. Hiện tại, Tĩnh Giao đã quyết định tốt nghiệp rồi, các kiến thức trong sách cô cũng đã nắm vững được hết, tiếp sau đây chỉ cần dựa vào thực chiến mà dần dần nâng cao bản thân thôi. Cũng đúng à, tham gia đội tuần phòng bảo vệ quê hương luôn là ước mơ của cô, bây giờ cũng có cơ hội thực hiện được rồi. Còn Trương Bình, đợi một ngày nào cậu mạnh hơn, nói không chừng cả hai còn có thể trở thành cộng sự đó. Trước lời này, Trương Bình cũng chỉ cười ngại, vì năng lực vô dụng nên bị trường học phân thành chức nghiệp nông dân, chắc cậu chỉ xứng đi về làm ruộng thôi. Dù có nói thế nào, chắc là sau này sẽ rất khó để gặp lại đó. Mặc dù Tĩnh Giao là thanh mai trúc mã với nguyên chủ, nhưng chia tay thế này vẫn có chút gì đó không nỡ, thật muốn ôm một cái. Bước tới bên cạnh Tĩnh Giao, Trương Bình bất giác ôm lấy khiến cho cả hai không khỏi đỏ mặt. Ôi khoan đã, sao cơ thể lại tự cử động vậy cơ chứ? Vội tách nhau ra, Tĩnh Giao cũng nhanh nhẹn chạy đi, cả hai cùng bảo trọng nhé. Sau khi chia tay người bạn thời thơ ấu, Trương Bình khẽ nhìn vào bàn tay trước mặt mình. Lại nói vừa rồi cơ thể không ý thức được đã ôm mất rồi,
tiềm thức của cậu đang ra lệnh cho bản thân cậu sao? Lẽ nào chỉ là tình cờ? Phải xác nhận lại một chút rốt cuộc khống chế tới mức nào mới được đây. Bắt đầu từ việc học bài này, Thiếp Sơn Kháo, cả đời tỏa sáng, không được rồi, hành xác tới nỗi bất động luôn. Bây giờ cái có thể xác định được là, dường như Tưởng Bình có thể khiến cho bản thân cậu làm ra bất cứ hành động gì, nhưng trước mắt không thể thoát ly khỏi phạm vi người bình thường. Ví dụ như bay hoặc là biến đổi thành các giống loài khác. Ngoài ra, một số động tác chưa từng được thực hiện trước đây cũng có thể được thực hiện theo trí nhớ. Vậy nên theo lý mà nói, chỉ cần thể lực đạt tiêu chuẩn, cậu có thể thành thạo mọi loại võ thuật trong tầm tay, chỉ cần nghĩ cách tăng cường thể lực là có thể mạnh hơn rồi. Nhưng bây giờ có một vấn đề cần phải kiểm chứng. Ngày hôm sau mở mắt ra, Trương Bình đã thấy bản thân đang ngồi thẫn thờ trong nhà ăn, sao mà chân đau quá vậy chứ? Đúng rồi, cậu đã ra lệnh chạy bộ buổi sáng trước khi đi ngủ, cơ thể cậu lúc đang ngủ đã tự động dậy đi chạy bộ rồi sao? Tốt quá, tưởng tượng ngày hôm qua quả nhiên không hề sai, cơ thể cũng có thể thực hiện các mệnh lệnh mà não không hề hay biết. Chắc không có ai chú ý tới cậu đâu nhỉ? Bên này, tiếng các học sinh bất chợt rôm rả lên khi có nữ thần Lạc Thi Vũ tới. Cô chính là hoa khôi của trường này đó, bình thường cô cũng dậy sớm như vậy sao? Khoan, tiếng động gì thế chứ? Một cơn ớn lạnh bất chợt chảy thẳng qua cơ thể, đây rốt cuộc là cái gì? Thứ bên cạnh Trương Bình, rốt cuộc là cái quái gì chứ? Những người khác đều không nhìn thấy nó sao? Đây vốn không phải là Lạc Thi Vũ, hình như sắc mặt của cậu không được tốt lắm nhỉ, bạn Trương Bình. Cho tới lúc này, Lạc Thi Vũ từ lúc nào đã đứng phía sau lưng cậu, liên tục gọi tên, bạn Trương Đình ơi, hình như sắc mặt cậu không ổn nhỉ, có phải là bị bệnh gì rồi không? Trước con quái vật xấu tới độ ma chê quỷ hờn đang chạm những cái móng dài thườn thượt vào bả vai của mình. Trương Bình chính là hoảng hốt tới không nói lên lời, nhưng hiện tại cậu phải giữ được bình tĩnh cái đã, nếu làm quá lên chắc chắn sẽ không có lợi ích gì. Nhắm lại mắt, Trương Bình phải kìm lại giọng nói có phần hơi lạc đi của bản thân mà lắc đầu, không sao đâu. Tối qua cậu chỉ gặp ác mộng, nên ngủ không ngon thôi, đúng rồi, cậu còn có tiết nên phải đi trước đây. Trong thoáng chốc, Lạc Thi Vũ chỉ liếc nhẹ Trương Bình, nét mặt của cô ta bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt dị thú vô cùng đáng sợ. Có nhầm không vậy, vừa nãy cô ta vừa ngửi thấy mùi vị của sự sợ hãi sao, là do ả bị áo giác à, bước đi trên hành lang. Trương Bình vẫn chưa thể tin nổi, tại sao trong trường lại có thú dị biến chứ, không ai phát hiện ra chúng hay sao chứ, chẳng lẽ là do cậu bị hoa mắt. Nhưng vẫn phải nhanh chóng báo cáo với giáo viên mới được. Vừa mới nghĩ tới đây, khuôn mặt của Trương Bình bất giác tái xanh cả lại, mồ hôi theo đó đổ ra từng đợt. Ngay khi vừa ngó vào trong lớp học, Trương Bình càng thêm hốt hoảng hơn. Ngay trước mặt cậu, một con thú biến dị đội lốt thầy giáo đang cắn xé một nữ sinh bên dưới thân mình mà không một ai hay biết. Vì quá sợ hãi, Trương Bình không còn suy nghĩ thêm được gì nữa mà cong đít bỏ chạy, nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Ba chân bốn cẳng cậu phi thẳng lên tầng thượng, một thân ngồi trên ghế mà ôm đầu hét lớn, thật sự không bình thường nữa rồi, là do thế giới này không bình thường, hay là cậu bây giờ bị thần kinh rồi sao? Chẳng lẽ nơi này là địa ngục trần gian ư? Thế thì vãi đạn thật đấy. Cầm lấy bảo thạch vừa rơi ra khỏi túi, Trương Bình nuốt lấy một tiếng, nói vậy thì, sau khi cậu nuốt thứ này xong, mới nhìn thấy thú dị hóa đó nhỉ, cho dù có thế nào, để cậu hồi phục lại bình thường cái đã. Cho viên bảo thạch vào miệng cắn lấy, một luồng sáng cứ thế tỏa ra xung quanh cơ thể Trương Bình, bất chợt, đôi mắt thiếu niên liền sáng lên kỳ lạ, chuyện gì thế này? Bên dưới mặt đất, một thứ chất lỏng bất chợt làm hệ thống của cậu quét lấy, đang giám định thành công, phát lại cảnh tượng. Cứ như vậy, hình ảnh một con dị thú liền nhảy lên túm chặt đầu của một người đàn ông lạ được tái hiện qua trước mắt Trương Bình. Sau một khoảng ký ức này, thứ trước mắt bất chợt tan biến, theo đó là những hơi thở nặng nề của cậu vì quá đỗi sợ hãi. Trương Bình thực sự thức tỉnh giám định thuật rồi sao? Đưa bàn tay của mình ra trước mắt, quả đúng như Trương Bình nghĩ, nó chính là sự thật. Bảng điều khiển thuộc tính, thú triệu hồi, Trương Bình, chủng tộc con người, giá trị trưởng thành 3 sao, thực lực 11, năng lượng 12, linh hoạt 11, chủ nhân, Trương Bình, cấp bậc 1, tinh thần lực vô hạn, thiên phú, bảo thạch khế ước level 1, các vật phẩm được tạo ra bằng cách tiêu thụ năng lượng thể chất và tinh thần. Một khi mục tiêu tự nguyện ăn viên đá quý, sinh mạng, linh hồn và ý thức của nó đều sẽ bị người triệu hồi thống trị, level 1, hiệu quả đã được kích hoạt. Thật không thể tin được, bảo thạch khế ước lại còn có cả cấp bậc nữa sao, hiệu quả đã được kích hoạt là gì chứ? Mệnh lệnh tuyệt đối, bạn có quyền chủ tể tuyệt đối với thú triệu hồi, mệnh lệnh của bạn, thú triệu hồi không thể làm trái. Phục tùng tuyệt đối, thú triệu hồi tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của bạn, mệnh lệnh của triệu hồi sư sẽ được thực hiện một cách trung thực. Giám định thuật, sơ cấp, có thể nhìn thấy chỉ số cụ thể của bản thân, có thể tiến hành giám định với mục tiêu, tỷ lệ giám định thành công có liên quan đến chênh lệch sức mạnh giữa hai bên. Thiên phú mới chẳng hiểu kiểu gì này, chẳng lẽ có liên quan tới việc Trương Bình nuốt bảo thạch lần hai sao? Phân tích tình hình trước mắt một chút, cậu trở thành thú triệu hồi và người khế ước của chính bản thân. 2. Cậu chỉ bị người khế ước, bản thân mình khống chế,
cơ thể và tinh thần đều không bị thế giới bên ngoài quấy rầy. 3. Vì hai sự tồn tại trên, bất cứ huyễn thuật nào cũng vô hiệu với cậu, do đó cậu có thể hiểu rõ được thân phận thật của thú dị hóa. 4. Những thú dị hóa này đều là thiên thường hồ, cấp bậc rất cao, bây giờ cậu mới có cấp 1, vốn không phải là đối thủ của chúng. 5. Dựa vào kỹ năng biến dạng nhận thức, cho dù thiên thường hồ có trực tiếp ăn thịt người, thì trong mắt của người khác cũng chỉ là hai học sinh đang nói chuyện vô cùng bình thường, vậy nên những người khác thường không nhận ra được sự khác thường đó. Dù là loại năng lực khống chế tinh thần, Trương Bình nhớ năng lực của Tô Tĩnh Giao cũng là loại tinh thần, nói không chừng cô sẽ có cách. Sau khi tan học, Trương Bình có chút rụt rè khi đi con đường đi học quen thuộc hàng ngày, không ngờ trường học cũng có, mà bên ngoài cũng có. Số lượng của bọn chúng rốt cuộc là bao nhiêu chứ? Tại tổng bộ đội tuần phòng, Trương Bình nhanh chóng bước tới chỗ cô gái trước mặt hỏi chuyện, cậu chính là muốn tìm người, Tô Tĩnh Giao, hôm nay là ngày cô ấy tới đây báo danh đó. Trước lời này, mỹ nhân trước mặt sớm đã hóa thành một con dị thú xấu đến xúc phạm người nhìn liền từ từ kiểm tra cho cậu, đợi bé bên kia một tí nhá. Ngồi lại vào ghế ở một góc, Trương Bình vẫn chưa hết hoảng hồn, bên trong đội tuần phòng cũng có thiên thường hồ sao. Tới cả người thức tỉnh cấp cao cũng không thể nhận ra được huyễn thuật của chúng á, cái này cũng quá khủng khiếp rồi. Lúc này, tiếng Tĩnh Giao bất chợt vang lên bên tai, Trương Bình, cậu tới đây làm gì chứ? Nhìn thấy bạn gái, Trương Bình liền đứng dậy cười cười, cậu có hơi lo lắng không biết cô có hợp không, nên là muốn đến thăm một chút. Nghe tới đây, Tĩnh Giao cũng rất vui vẻ, sau đó liền giới thiệu bạn mới cho Trương Bình, bọn họ đều là đồng đội của cô đó, mọi người chiếu cố cô nhiều lắm. Thế nhưng trước lời này, Trương Bình vẫn rất thản nhiên, nếu vậy thì tốt quá rồi. Sau này Tĩnh Giao sẽ phải cố gắng để mạnh hơn, tương lai ra ngoài đánh dẹp thú dị hóa, báo thù cho bố mẹ của mình, Trương Bình thấy có ổn không? À đúng rồi, bây giờ đội Tĩnh Giao vẫn đang thiếu người, Trương Bình có muốn cô tiến cử cậu vào đội tuần phòng không nhỉ? Nhưng không cần đâu, năng lực của cậu căn bản cũng không giúp ích gì được hết á, cậu vẫn hợp với làm dụng hơn. Nói xong lời này, Trương Bình không nói thêm mà tạm chia tay Tĩnh Giao, cô hợp với chỗ này là tốt rồi, cậu không làm phiền cô nữa. Nói như vậy là một chuyện, tuy nhiên, khi Trương Bình quay lưng bước đi, nụ cười trên môi theo đó cũng biến mất. Bởi vì những kẻ đứng trước mặt cậu lúc đó, lại chẳng còn ai là bạn thời thơ ấu nữa rồi, tạm biệt cô, Tô Tĩnh Giao. Bước ra bên ngoài, Trương Bình vẫn chưa thể tin được, đùa cái gì vậy chứ, không phải đội tuần phòng là đội mạnh nhất thành Minh Châu hay sao, sao lại hoàn toàn bị sa vào tay giặc rồi chứ. Rõ ràng Tô Tĩnh Giao hôm nay vừa mới tới, vậy mà cũng cùng một dạng ư, bất chợt khựng lại, Trương Bình cũng đoán được rồi. Xem ra thiên thường hồ không chỉ thâm nhập vào trong trường học, mà chúng đã có mặt khắp mọi ngóc ngách ở thành phố này rồi. Tất cả mọi người của thành Minh Châu này đều là súc vật được chúng nuôi nhốt mà thôi. Trương Bình cũng nên dùng giám định thuật điều tra một chút xem nào, chứ không cái thế giới này cũng thật quá đáng sợ rồi. 1. Phần lớn cấp bậc của thiên thường hồ đều nằm ở giữa, trung bình, cao, từ 1 đến 9 là sơ cấp, 10 đến 19 là trung cấp, 20 đến 29 là cao cấp, 30 đến 39 là đỉnh cấp. Nhưng đội tuần phong với số lượng lớn người thức tỉnh cấp cao lại không thể đánh bại được bọn chúng. Thứ hai, cái con rất mạnh đã sát hại Lạc Thi Vũ kia, trực giác nói cho Trương Bình biết, một khi sử dụng giám định thuật với nó, chắc chắn sẽ bị khóa chết vị trí. Vì vậy, sợ nó là đỉnh cấp, thậm chí còn có thể là cấp vương giả đó, nếu điều đó là thật thì quá nguy rồi. Những thiên thường hồ khác có thể đánh bại người thức tỉnh vượt cấp, nhất định cũng là nó tạo thành. Thứ ba, không giống với thú dị hóa bình thường, chí lực của thiên thường hồ rất cao, hơn nữa sở trường là ngụy trang. Bề ngoài thì sống hòa hợp với con người, tình làng nghĩa xóm keo sơn khăng khít, nhưng nó cũng là bề ngoài thôi, là phần nổi của một tảng băng chìm. Thứ tư, mục tiêu của đám thiên thường hồ này, bọn chúng ưu tiên xuống tay, phần lớn là người có thực lực mạnh mẽ hoặc là người có địa vị xã hội lừng lẫy. Những người còn lại cũng chỉ là thức ăn dự trữ mà chúng nuôi nhốt như một đám gia cầm vô tích sự mà thôi. Đối đầu chính diện với thiên thường hồ, chẳng khác nào là tự mình đi tìm cái chết, thưa ông tôi ở bụi này cả. Nhưng Trương Bình cũng không thể trơ mắt đứng nhìn vô số người dân vô tội đi chết được, nhất là lúc cậu đã phát hiện ra chân tướng đáng ghê tởm này. Nếu như cậu có thể trở nên mạnh mẽ hơn, thì mọi chuyện có thể nào thay đổi được không? Một tuần nữa trôi qua, vào lúc 3 giờ 54 phút sáng, Trương Bình cứ đến cái khung giờ này lại tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Dạo này cậu tỉnh giấc ngày càng sớm hơn bình thường, có vẻ như thể lực càng được cải thiện thì thời gian nghỉ ngơi mà cơ thể cần càng được rút ngắn thì phải. Mấy ngày rồi, Trương Bình kiên trì rèn luyện cơ thể của bản thân, cuối cùng cũng đã tăng lên một cấp, bước tới level 2. Ngoài rèn luyện, mỗi ngày cậu đều cố gắng tạo ra bảo thạch, rồi tự bản thân mình nuốt lấy không chừa một cái nào. Chỉ có cách này, Trương Bình mới có hy vọng có thể đạt được hai lần năng lực hoặc thiên phú như lúc trước đã từng. Nhưng kể từ khi cậu thức tỉnh giám định thuật, bảo thạch tạo ra đều không có màu như trước. Thay vào đó là một khối đá trong suốt, cũng chính vì thế mà nuốt vào bên trong cũng không có mấy hiệu quả đặc biệt. Thế nhưng, hôm nay,
Trương Bình vậy mà lại tạo ra một khối bảo thạch có màu sắc khác với những lần trước, một màu tím lịm tìm xìm. Tuy nhiên, màu sắc này thực sự khiến cho người khác không có cái cảm giác thèm ăn tí nào, cứ có kiểu nhợn nhợn trong miệng vậy. Cho dù là thế, Trương Bình vẫn cố bịt mũi mà nuốt thứ bảo thạch này vào trong bụng, mong là nó sẽ có hiệu quả nhất định đối với cơ thể của cậu. Vừa mới nghĩ tới đây, một luồng gió mạnh bất chợt thổi tới, từ giữa ngực của Trương Bình liền sáng rực lên một ánh sáng nhỏ, cái cảm giác này là... Bất ngờ, bảng điều khiển thuộc tính một lần nữa hiện ra trước mặt, thú triệu hồi Trương Bình, chủ nhân Trương Bình, chủng tộc con người, cấp 2. Giá trị trưởng thành 4 sao, thực lực 13, tinh thần lực vô hạn, năng lực 13, linh hoạt 15, giá trị trung bình của người thường là 10. Thiên phú là bảo thạch khế ước level 2, hiệu quả bổ sung level 2, thức tỉnh thiên phú mới, đã khởi động, mệnh lệnh tuyệt đối, phục tùng tuyệt đối, giám định thuật sơ cấp, dạ hành giả sơ cấp. Với thiên phú dạ hành giả sơ cấp mới thức tỉnh này, Trương Bình có được tầm nhìn trong đêm tối, cảm giác hiện diện vào bàn đêm giảm đi rất nhiều. Tốc độ di chuyển tăng lên khá lớn, trọng lượng giảm xuống và con người hoàn toàn vô hình trong bóng tối. Quả nhiên lần này lại thức tỉnh thiên phú mới rồi, sau này Trương Bình có thể ra ngoài điều tra vào ban đêm mà không lo lắng bị dị thú bắt gặp nữa. Không những vậy, bảo thạch khế ước cũng thăng cấp lên rồi, chẳng lẽ nó có liên quan tới cấp bậc của cậu? Lẽ nào là mỗi lần Trương Bình thăng cấp sẽ có thể thức tỉnh được một thiên phú mới, vậy chẳng phải là vô địch rồi hay sao? Việc không thể chậm trễ, phải mau đi rèn luyện cái đã, tiện thể thử hiệu quả của thiên phú mới xem sao, dạ hành giả, khởi động. Chạy bộ ở bên ngoài, Trương Bình quả nhiên thấy được sự thay đổi khác biệt của bản thân khi nhận được thiên phú, tầm nhìn bây giờ của cậu còn tốt hơn cả ban ngày nữa. Đang chạy bon bon, Trương Bình bất chợt phát hiện ra một chiếc nhẫn ở bên ven đường, sao nó lại nằm ở đây chứ? Tuy nhiên, cho dù cậu có cố gắng thế nào vẫn không thể giám định được vật trong tay. Phải thử tới tận lần thứ tư cuối cùng mới ra được, đó chính là nhẫn ám sát. Sau khi đeo chiếc nhẫn, mọi sinh vật sống sẽ vô thức phớt lờ người đeo, người thức tỉnh cấp cao trở lên sẽ có thể miễn dịch với nó. Nhưng còn đặc biệt hơn, trong giây lát Trương Bình không khỏi lạnh người, phát lại cảnh tượng. Thật không ngờ lại là Thiên Thường Hồ Lạc Thi Vũ ư, đã vậy còn có một người khác. Anh ta chính là chủ nhân của chiếc nhẫn này sao? Nhưng trong mắt anh ta chắc Lạc Thi Vũ cũng chỉ là một con người bình thường thôi nhỉ, lẽ nào là kẻ thù của cô ta ư? Tiếp đến, thanh niên kia một thân lao tới tấn công kẻ địch trước mặt, nhưng cái gì thế này, không thể nào. Trước mắt Trương Bình, Lạc Thi Vũ chính là cáo, hơn nữa với tính tình của cô ta sẽ không gây thù với bất kỳ à, vậy thì chỉ có một khả năng mà thôi. Ngoài Trương Bình ra, còn có những người khác ở thành Minh Châu này đang chống lại những sinh vật ẩn mình trong bóng tối này. Còn đang mải suy nghĩ, một tiếng nói bất chợt vang lên làm cho Trương Bình giật bắn cả người, ai ở đó vậy, không hay rồi. Ngay lúc này, con dị thú giả dạng Lạc Thi Vũ bất giác quay trở lại nơi này mà điên cuồng tìm kiếm, không thấy chiếc nhẫn đâu cả, nhất định là có người lấy nó đi mất rồi. Nhưng theo như cô ta cảm nhận, chỗ này không có bất cứ khí tức gì cả, sao lại có thể chứ, cho dù có đánh hơi tới đâu vẫn không thể tìm ra. Có thể giấu được à, nhất định phải là người thức tỉnh trung cấp trở lên à, phải nhanh chóng thông báo cho Vương Tử Điện Hạ mới được. Núp ở bên này, Trương Bình cũng đã hiểu ra sâu lời của con dị thú kia nói. Bọn dị thú này cố tình để lại chiếc nhẫn ở đây sao? Nếu bây giờ đặt nó về chỗ cũ thì sẽ càng đáng nghi hơn nữa, Trương Bình không còn cách nào khác chỉ còn cách giữ lại nó mà thôi. Sáng sớm lúc 5 giờ 36 phút, ngồi lại trong phòng Trương Bình vẫn chưa hết bàng hoàng, vừa rồi vì trời chưa sáng, nên dạ hành giả và nhẫn ám sát hoàn toàn ẩn giấu đi sự tồn tại của cậu. Xem ra thực lực không chỉ giới hạn ở năng lượng của bản thân, mà cũng có thể dựa vào trang bị. Lúc này, tiếng bước chân bất chợt vang lên bên tai, theo đó những giọng nói cứ vang vẳng mãi không rời, Trương Bình, Trương Bình, trốn đi, nghe tới đây, Trương Bình vô cùng hoảng hốt, rốt cuộc là ai đang nói chứ? Lúc này, một thiếu nữ liền lướt tới bên cạnh cậu mà vuốt mặt. Bọn chúng đang tới, trốn đi, chúng đã đến rồi. Cứ như thế, một đám Thiên Thường Hồ liền đi thẳng vào bên trong phòng, lúc này cũng là 5 giờ 40 phút. Đập vào mắt chúng, Trương Bình đang nằm ngủ say trên giường của ký túc xá. Ngay lập tức, con Thiên Thường Hồ này liền lộ ra nụ cười gian xảo của mình, là hắn sao? Không chần chừ thêm phút nào, nó liền đưa tay của bản thân ra chuẩn bị đánh xuống, sẵn sàng chết chưa nhóc con kia. Ngay khi đôi móng vuốt kia vừa định vung xuống trước mặt Trương Bình, tức thì nó liền khựng lại khi thiếu niên đang nằm ngủ mà xỉu cả dãi ra ngoài, ngủ mà nhả tơ được hay nhỉ? Đứng nhìn thiếu niên nằm ngủ mà không chút biến đổi sắc mặt, con Thiên Thường Hồ này vẫn có chút nghi ngờ. Vậy mà không có một chút dao động tâm trạng nào sao, tên phế vật này để sổng khỏi lưới, ắt sẽ nhảy lên để liều mạng mà. Mà hắn cũng không cảm nhận được chút khí tức gì của chiếc nhẫn ngày hôm qua. Lúc này, con Thiên Thường Hồ phía sau bất chợt lên tiếng, Vương Tử Điện Hạ, tại sao lại không giết hắn đi, tên này hằng ngày dậy sớm chạy bộ, hôm nay lại không đi. Nhất định chuyện này có gì đó kỳ lạ. Nhưng tên Vương Tử kia rất chắc chắn, không phải tên nhóc này, hắn chỉ là một loại thức ăn không có giá trị mà thôi, đừng có mà tùy tiện lãng phí thức ăn như vậy. Trước khi thế này,
mấy tên phía sau lập tức cúi gập người xuống đất cung kính. Cho tới khi Trương Bình lần nữa mở mắt tỉnh dậy, cậu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bàn tay đưa lên vân vê chiếc nhẫn, lần này cũng quá nguy hiểm rồi, tí thì dọa chết cậu mà, bây giờ nhổ nhẫn ra thôi. Trương Bình quên mất chuyện bản thân ngày nào cũng dậy sớm chạy bộ luôn đó. May mà vừa rồi ra lệnh cho cơ thể cưỡng ép đi ngủ, không thì sợ rằng cậu sẽ bị lộ ra sơ hở mất. Nhưng lại nói mới nhớ, hình như lúc trước cậu có nghe thấy tiếng của Tô Tĩnh Giao, lẽ nào là ảo giác sao? Nhìn mãi vào trong chiếc nhẫn trước mặt, Trương Bình đang đa sầu đa cảm cái gì đây, cậu phải nhanh chóng mạnh hơn nữa để báo thù cho Tĩnh Giao mới được. Túm cái quần lại, vì để không khơi dậy sự nghi ngờ của Thiên Thường Hồ, vẫn là cứ giả vờ sinh hoạt như bình thường trước đã. Bước ra bên ngoài, tiếng các học sinh bất ngờ vang lên bàn tán. Cậu nghe gì chưa, đội tuần phòng ở cạnh trường chúng ta hôm nay phát hiện ra một cái xác bị chặt ngang đó, hơn nữa cái xác đó còn là hắc tử tinh khét tiếng kia kìa, sát thủ đệ nhất thành Minh Châu. Thành chủ Tiền Nhiên đã bị anh ta đánh cho trọng thương đó, cuối cùng vết thương cũ tái phát, tráng niên mất sớm rồi. Nghe thấy mấy lời này, Trương Bình có chút ngờ ngợ, chặt ngang sao, chẳng lẽ là nói tới người áo trắng đó. Đến cả đệ nhất sát thủ cũng dễ dàng bị giết chết, thực lực của Lạc Thi Vũ quả nhiên sâu không lường được. Lần này công khai danh tính của cái xác là muốn cảnh báo những thế lực nào muốn chống lại Thiên Thường Hồ thì nên biết thân biết phận hay sao. Sau này bọn chúng nhất định sẽ gia tăng cảnh giới, Trương Bình nhất định phải mau chóng tìm thêm vài trang bị phòng thân mới được, đợi lát nữa tan học đi dạo lò rèn một chuyến cái đã. Bước ra bên ngoài, Trương Bình vừa hay giám định luôn ông chủ lò rèn Thiên Thường Hồ trước mặt đây, tuy nhiên lại thất bại. Các lò rèn trong thành dường như đều bị mấy con dị thú này khống chế hết cả rồi, cuối cùng sợ rằng chẳng còn ai là con người xung quanh nữa mất. Bất chợt, tiếng hệ thống bất ngờ vang lên, giám định thành công. Giám định thành công 100 lần, thuật giám định sơ cấp thăng cấp thành thuật giám định trung cấp. Thật không tin được sau khi thăng cấp có thể giám định được cả giá trị trưởng thành của đối phương rồi. Thú dị hóa, Thiên Thường Hồ, chủng tộc cáo dị hóa, giá trị trưởng thành 1 sao, cấp bậc thú dị hóa trung cấp, cấp 15, thiên phú. Bóp méo nhận thức, có thể điều chỉnh nhận thức của sinh vật mục tiêu và buộc mục tiêu không phát hiện ra điều bất thường. Trước lời mời gọi của con Thiên Thường Hồ này, Trương Bình chỉ thản nhiên vẫy tay từ chối. Cậu không có nhu cầu vào quán, việc khẩn cấp trước mắt là vẫn nên tìm một cửa tiệm không bị khống chế đi. Bước đi khắp con phố, Trương Bình bất chợt nghe thấy tiếng người nói liên tục, đây chính là đồ tốt cao cấp nhất của tôi, cậu nhìn hoa văn xem, lộng lẫy như này mà. Có vẻ ông cũng không dễ dàng gì, nếu ông đồng ý mua, tôi miễn cưỡng cho ông giá thấp nhất được không? Trước lời này của thanh niên bóng loáng trước mặt, ông lão thợ rèn chỉ thản nhiên hút thuốc, cậu nói cái gì vậy hả? Cậu nói con gái tôi đang đợi tôi ăn cơm sao? Y xì, cái ông già này, ông bị điếc đó hả? Nhưng lời còn chưa nói hết, thanh niên kia đã giật mình khi từ đâu một thiếu niên bước tới cầm lấy thanh kiếm này lên. Ngay lúc này, Trương Bình liền sử dụng giám định lên thanh kiếm kia, chỉ với hành động này đã đủ làm cho đối phương tức tới nghiến răng nghiến lợi, nhóc thối, lại dám cướp đồ của ông đây. Không quan tâm tới người kia đang nói gì, Trương Bình chỉ đưa kiếm về phía trước mắt, đơn thủ kiếm hoa lệ, phẩm chất bình thường, một vũ khí trông vô dụng, đã bị hỏng và được sửa chữa kém. Nhìn thấy thông số này, Trương Bình không khỏi nhăn mặt, khoan đã, thanh kiếm này sẽ gãy đó. Vừa mới chạm vào lưỡi kiếm, thứ này đã gãy đôi, anh trai tóc vàng coi bộ tức điên lên, làm hỏng chuyện tốt của hắn rồi, tên nhóc này có biết ông đây là ai không hả? Không nói nhiều nữa, tên tóc vàng một thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ mà xé bỏ lớp quần áo trên người, để lộ ra những thớ cơ bắp cuồn cuộn. Hắn chính là đệ tử thân truyền của Mã đại sư ở Hình Ý võ quán đấy, còn bây giờ, tiểu tử kia xem chiêu đây. Nội điện trọng kích, đánh cho mặt đất nứt vỡ luôn, chống mắt lên mà nhìn đi tên oát con kia. Ngay sau đó, tên tóc vàng từ lúc nào đã biến hóa ra 1, 2, 3, 4 tên nữa giống hắn y xì, cứ thế mà lao thẳng về phía Trương Bình chuẩn bị công kích. Nhưng đối diện với mấy thằng cha thích làm màu này, Trương Bình vô cùng thản nhiên, một tay vung tới và vỡ alo đối phương chỉ trong nháy mắt. Cứ ưỡn a ưỡn ẹo ngứa hết cả mắt, đã không có thực lực thì bớt thể hiện lại trai xấu à, chỉ với một chiêu vô cùng nhẹ nhàng. Đối phương lúc này đã nằm ôm mặt chồng đít lên trời, người trẻ tuổi đúng là ỷ mạnh hiếp yếu mà. Không quan tâm tới lời này của đối phương, Trương Bình nhanh chóng kích hoạt giám định của bản thân lên tên này. Bảng thuộc tính, Lưu Bảo Quốc, chủng tộc con người, giá trị trưởng thành 1 sao, giai cấp người thức tỉnh sơ cấp bậc 1. Thiên phú là kinh thiên động địa vô địch cuồng bá hỗn nguyên khí, bất kỳ chiêu thức nào được sử dụng mới có thể nhìn thấy chúng. Việc sử dụng quá mức sẽ khiến người dùng đắm chìm trong thế giới của riêng mình và không thể tự giải thoát. Một tay ôm mặt, Lưu Bảo Quốc liền chỉ thẳng Trương Bình mà khóc lóc, sau này mày ra ngoài, tự mà thu xếp ổn thỏa nghe chưa? Chỉ vừa đợi Trương Bình quay lưng bước đi, tên nhóc Bảo Quốc này đã xông lên nắm chặt tay vào, thời cơ vàng cho mấy thằng thích đánh lén là đây rồi. Thế nhưng phải phụ lòng cưng rồi, một đấm tiếp theo nhóc Bảo Quốc này chính thức nằm lê lết trên đất, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao, sao phải hèn tới độ đánh lén vậy? Lúc này, một giọng nói bất chợt vang lên, tôi mới ra ngoài chưa được bao lâu,
cửa tiệm đã ồn ào như vậy rồi, cậu tự mình cút hay là để tôi tiễn một đoạn. Nhìn thấy chị gái cơ bắp này, tên Bảo Quốc cũng bị dọa cho sợ té khói. Cho tới khi Trương Bình định đi tiệm khác, cậu bất giác đổ mồ hôi hột khi chị gái kia chắn tay trước mặt, cậu đứng lại đó, chúng ta nói chuyện trước cái đã. Rốt cuộc chị gái này có chuyện gì đây nhỉ? Nhìn chị gái đang đẩy mình vào tường, Trương Bình có chút toát mồ hôi hột, cả hai người lần đầu quen biết thì tâm sự cái quái gì chứ? Trước lời này, chị gái kia liền tiến sát hơn khuôn mặt Trương Bình, cô là một cô gái yếu đuối, ngày nào cũng phải bôn ba vì cuộc sống. Đã thế còn phải chăm sóc chú của mình, người đang bối rối vì con gái của công bất ngờ biến mất không lý do. Cô cũng là thấy Trương Bình, cơ thể hiện tại rất tốt mà nhân cách cũng không tệ chút nào, hay là ở lại đây làm thợ rèn đi. Chỉ cần cậu ở đây, công việc vô cùng đơn giản, chăm sóc ông cụ Lưu Thiết Phong, tiện giúp trông coi cửa tiệm này luôn. Đương nhiên là có bao ăn bao ở, đã vậy còn được trả lương nữa cơ, thấy hấp dẫn ghê không? Vùi mặt vào ngực của cô gái bên cạnh, Trương Bình có hơi xí hổ một tí nhưng vẫn không phản kháng gì nếu học được kỹ năng rèn ở nơi này. Về sau cậu cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền mua trang bị rồi. Hơn nữa, cửa tiệm này trông có vẻ như vẫn chưa bị thiên thường hồ khống chế như những nơi khác. Nếu vậy thì quá ô sơ kê, Trương Bình sẽ trở thành vua thợ rèn. Thấy quyết tâm của cậu nhóc này, chị gái kia đã sướng tới độ cười phá lên mà vả một phát vỡ alo của cậu. Được lắm nhóc con à, không hổ là người mà tôi nhìn chúng đó. Cho tới lúc này, Trương Bình mới đau đớn nhận ra cậu phải sống sót dưới bàn tay của cô ta trước cái đã, nếu không giấc mộng vua rèn chỉ còn là cái tên mà thôi. Mấy ngày sau tại lò rèn Thiết Chi Hồn, tiếng cô gái kia vẫn vang lên không ngớt. Dùng thêm chút lực đi em trai Trương Bình à, chị Cừu Sắc, chúng ta như vậy thật sự không sao chứ. Yên tâm đi cưng à, sẽ không có ai đến đâu, rất tốt nha, cảm giác không tệ chút nào. Nhìn thanh niên đang bán khỏa thân trước mặt rất chăm chú học tập kỹ thuật rèn, Cừu Sắc cực kỳ hài lòng về cậu. Bài học hôm nay cô dạy cho cậu chính là kỹ thuật độc nhất của cái lò rèn này, hòa miến đoạn tạo thuật, giống như nhào bột ấy, để các nguyên liệu hoàn toàn hòa quyện lại với nhau. Nói xong những lời này, Cừu Sắc liền quay lưng đi lau lau mồ hôi trên trán. Trương Bình cứ đợi ở đây chút đi, cô vào kho để lấy khuôn đúc cái đã. Trước khi ra khỏi căn phòng này, Cừu Sắc vẫn còn nhắc nhở thiếu niên phía sau, đổ nhiên liệu vào thùng bên cạnh, nhất định đừng có để lửa tắt đó. Sau khi chị gái kia bước ra khỏi cửa, Trương Bình lại loay hoay trước thứ đang rực cháy trước mặt, những thứ xung quanh kia đều là nhiên liệu hay sao, nào là xích luyện xà lân, than đá. Nhưng tiêu đời rồi, lửa sắp tắt tới nơi, cậu phải làm sao đây? Không chần chừ thêm, Trương Bình hai tay ôm lấy quả cầu đang dần tắt lửa trước mặt đi ra bên khác, cứ cho vào hết cái đã rồi tính sau. Hai tay thả quả cầu sắt vào lò nung bên dưới để tiếp tục nung nóng tiếp. Cũng chính vì hành động này, một ngọn lửa lớn liền bùng lên trước mặt Trương Bình, khí lực nóng hổi cứ thế thổi ra vun vút, cuốn lấy toàn thân của cậu. Cho tới lúc mở mắt lại, Trương Bình đã bị bao bọn trong một không gian vô cùng kỳ lạ. Cậu lẽ nào là sắp chết rồi sao, lúc nãy vì sơ ý mà làm nổ lớn, không biết chị Cừu Sắc có đấm vỡ mồm không nữa. Bất chợt, trên ngực Trương Bình liền hiện ra một cái miệng nhỏ vô cùng kỳ lạ, cứ thế mà hút lấy những khí lực màu đen kịt xung quanh người cậu. Tiếp sau đó, một cảm giác đau đớn đến tận xương tủy liền len lỏi vào từng thớ thịt của Trương Bình khiến cậu thống khổ tới độ hét lớn lên, khắp người như bị thiêu sống. Cho tới lúc giật mình tỉnh lại, Trương Bình đã làm cho cả cái lò rèn này nồng nặc mùi khói bụi, hơi thở của cậu sau cơn sốc kia vẫn đang hồng hộc, sao lửa lại tắt rồi chứ? Mà hiện tại, nơi lồng ngực chứa trái tim của chính mình bất giác truyền tới một cảm giác nóng rát vô cùng. Không còn cách nào khác, Trương Bình liền kích hoạt khả năng giám định của bản thân lên kiểm tra rốt cuộc là cậu đã bị thứ gì hành hạ như vậy. Ngay lập tức, tiếng hệ thống liền vang lên bên tai, thực hiện giám định, bảng thuộc tính, thú triệu hồi Trương Bình, chủ nhân Trương Bình, chủng tộc con người cấp 3. Giá trị trưởng thành 4 sao, thể lực 16, tinh thần lực vô hạn, năng lực 15, linh hoạt 18, thiên phú, bảo thạch khế ước level 3, dạ hành giả sơ cấp có được tầm nhìn ban đêm tối. Thật không ngờ, giá trị trưởng thành lần này lại tăng lên rồi sao? Lẽ nào là dựa trên tình huống trước đó ư? Nếu như Trương Bình đoán không có nhầm. Thức tỉnh thiên phú mới cộng với giá trị trưởng thành, thiên phú cũ thăng cấp, ví dụ thuật giám định đây sẽ tiêu hao giá trị trưởng thành. Chỉ cần cậu không ngừng thức tỉnh thiên phú mới, vậy thì giá trị trưởng thành sẽ là vô hạn. Nhưng cậu nhớ là giá trị trưởng thành của những người khác đều có hạn, chẳng lẽ chỉ có cậu là có thể thức tỉnh được nhiều thiên phú sao? Trong lúc hệ thống đang lần lượt hiện ra các thiên phú từ lúc trước, Trương Bình thoáng chốc giật mình nhận ra, trong số các thiên phú lại xuất hiện thêm thiên phú mới rồi. Thực hỏa giả sơ cấp, nó có thể được chuyển hóa thành năng lượng nguyên tố lửa bằng cách nuốt chửng ngọn lửa và năng lượng nguyên tố lửa bằng cách nuốt chửng ngọn lửa và tích trữ trong cơ thể. Nó cũng có thể giải phóng năng lượng bất cứ lúc nào cho đến khi kho năng lượng nguyên tố lửa cạn kiệt. Năng lượng nguyên tố lửa hiện tại là 100/100. Vừa rồi là thực hỏa giả hấp thụ vụ hỏa hoạn lúc nãy sao? Nói gì thì nói, Trương Bình sớm đã thăng lên cấp 3 rồi, nuốt bảo thạch level 3. Tại sao tác dụng của bảo thạch chỉ được kích hoạt vào buổi tối? Chẳng lẽ là một thời cơ cần thiết nào đó ư?
Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Cưu Sắc bất chợt từ bên ngoài bước vào bên trong, không khỏi hoảng hốt, có chuyện gì thế, sao trong phòng lại thành thế này rồi? Chưa để Trương Bình kịp thời phản ứng, cô đã trực tiếp lao thẳng về phía cậu. Khoan đã, cậu sẽ không bỏ xích luyện xà lân vào trong bếp lò đâu nhỉ, thứ đó sẽ phát nổ đó, tại cô quên mất không nói với cậu. Trước lời này, Trương Bình có chút rụt rè, chi phí thiệt hại trong phòng này cậu sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng cậu đang nói cái gì thế, cậu không sao là tốt lắm rồi, Cưu Sắc cô không có chấp nhặt gì đâu. Nhưng cô chỉ muốn biết rằng cậu đã dập lửa bằng cách nào vậy nhỉ, ngọn lửa xích luyện xà lân gây ra không dễ dập tắt như vậy đâu. Còn chưa hết bàng hoàng, Cưu Sắc đã phải há hốc mồm vì thứ trước mặt, nguyên liệu dung hợp tốt như vậy sao? Nhưng cái này cần nhiệt độ cao nhất mới có thể đạt được hiệu quả, nhóc con cậu quả thực rất có thiên phú đấy. Trường học thật sự nhìn nhầm nhân tài rồi, với biểu hiện bây giờ của cậu thừa sức vào được 3 tổ chức lớn luôn. Trước lời này, Trương Bình một bên cũng lên tiếng, mọi người vẫn luôn xem đội tuần phòng, đội điều tra nằm trong 3 tổ chức lớn, vậy tổ chức thứ 3 là tổ chức gì chứ? Nhúng sắt nóng vào trong nước, theo như Cửu Sắc biết thì Thành Minh Châu quả thực có tồn tại tổ chức thứ 3, nhưng tổ chức đó tên là gì, làm việc gì thì không một ai biết được. Đúng rồi, em trai Trương Bình, lúc trước cậu muốn mua trang bị đúng không? Nếu không để ý thì nhận cái này đi. Cầm lấy món đồ do chị Sắc tự tay làm cho mình, Trương Bình có chút bồi hồi, dao găm tốt như vậy, chắc hẳn là đắt lắm nhỉ. Mỹ nhân lệ, phẩm chất tốt, được làm bằng sắt lạnh, nó có thể dễ dàng gây sát thương cho thú dị hóa ở cấp độ trung cấp level 10 đến 19 trở xuống. Dựa theo nguyên liệu trên thị trường mà tính toán, chắc con dao này cũng phải lên tới khoảng 10 vạn đó. Nghe tới con số này, Trương Bình đúng kiểu ngơ ra, sau đó là sốc toàn tập, lương tháng 3.000 như cậu có thể nhận được món đồ quý này không vậy? Xem như là phần thưởng cho sự tiến bộ của cậu đi, mà hiện tại Cửu Sắc còn có nhiệm vụ nên đi trước đây, nhưng cậu không về trường thật sự không sao chứ. Không cần lo cho nhóc Trương Bình này đâu, cậu đã hoàn thành thủ tục tốt nghiệp trước rồi. Dù nói lò rèn này không mở cửa kinh doanh, không bị Thiên Thường Hồ để mắt tới, nhưng động tĩnh vừa rồi quá lớn đi, khó tránh được thu hút sự chú ý từ chúng. Nhân lúc trời tối, Trương Bình phải dùng dạ hành giả đi tuần tra xung quanh chút xem sao. Tối hôm đó tại một khu đổ nát, nơi một bé con đang đung đưa cái xích đu nhỏ. Nhưng nhìn thế thôi chứ nó là một con Thiên Thường Hồ hàng diêu chính hiệu đó, cấp bậc 3, giá trị trưởng thành 4 sao. Đây là lần đầu tiên Trương Bình thấy được Thiên Thường Hồ cấp thấp như vậy đó, cùng là cấp 3 giống như cậu, cậu có trang bị tăng cường, chắc có thể thắng được nó nhỉ. Mặc dù đội tuần phòng trong thành hoàn toàn bị chiếm lấy, nhưng đội tuần tra ngoài thành chắc vẫn chưa bị ảnh hưởng. Chỉ cần giao xác của Thiên Thường Hồ cho bọn họ, nói không chừng còn có thể thu hút được sự chú ý của cấp cao. Nhưng còn chưa kịp làm gì, bả vai Trương Bình bất chợt bị đóng băng lại. Ngươi đang chuẩn bị ra tay với trẻ con hả? Đừng cử động, bằng không ta sẽ giết ngươi. Thu hồi ý định ra tay của cậu đi. Trước lời này, Trương Bình chỉ đứng yên không nói. Cô gái này e rằng có đẳng cấp còn cao hơn cậu nhiều. Thiên phú người đi đêm cộng thêm nhẫn sát thủ của cậu vậy mà vẫn bị cô ta phát hiện sao? Lúc này, bóng hình một cô gái liền lướt tới bên cạnh Trương Bình mà thủ thỉ. Nếu không muốn chết, đến trường luyện võ cô nhi viện tìm tôi. Lời này vừa nói, ngay lập tức băng lạnh đã biến mất không dấu vết. Xem ra người này không cùng phe với Thiên Thường Hồ rồi, không thì Trương Bình phải nói là vĩnh biệt cụ ngay. Cậu lớn lên trong cô nhi viện, lúc còn bé luyện vương bát quyền ở công viên gần đây, bởi vậy cậu đã đặt tên cho công viên, gọi là trường luyện võ cô nhi viện. Cô gái đó lẽ nào biết cậu, không thì sao biết được bí mật của cậu chứ? Không chỉ như thế, cô ấy còn theo dõi cậu, cho nên cậu vừa muốn ra tay đã bị cô ấy ngăn lại. Cô ấy dẫn cậu đến đây, chắc hẳn là phải có mục đích gì đó. Lúc này, từ một góc tối, một bàn chân đen kịt liền bước ra, thật không ngờ trong rừng cây vậy mà có dị hóa thú sao, nếu vậy thì, bắt đầu giám định. Giám định thành công, dị hóa thú chuột đuôi độc bọc thép, chủng tộc dị hóa chuột, tiềm lực 2 sao, đẳng cấp dị hóa thú sơ cấp. Cấp 5, thiên phú, đuôi kịch độc, trong cơ thể có túi độc, có thể thông qua gai xương ở cuối đuôi phóng thích kịch độc. Con chuột đuôi độc này cao hơn Trương Bình tận 2 bậc, nhưng nó tương đối cẩn thận, có else từ từ lui về phía sau sẽ có thể thoát khỏi sự truy đuổi từ nó. Nhưng, quay lại sao? Không, không được. Nếu không giải quyết nó ngay bây giờ, ngày mai những đứa trẻ mồ côi đến công viên chơi sẽ có thể bị giết hại mất. Suy cho cùng nó cũng chỉ là một con dị hóa thú sơ cấp mà thôi. Mỹ nhân lệ, có trang bị của chị Sắc đưa cho thì cậu nhất định sẽ thắng mà thôi. Không nghĩ nhiều nữa, Trương Bình lập tức lao người về phía con di thú phía trước. Kiếp trước xem qua không ít sảng văn, nhân vật chính đều là vừa thức tỉnh đã am hiểu chiến đấu lạ thường, không hợp logic. Mặc dù Trương Bình không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cậu có thể ra lệnh cho triệu hoán thú Trương Bình cậu để chiến đấu mà. Còn chưa kịp ra tay, Trương Bình khẽ khựng lại khi trước mặt có thứ gì đó đang bắn tới. Thật không ngờ con chuột hôi thối kia vậy mà còn có chiêu này sao? Một dao đưa tới chắn lấy tuyệt chiêu của dị thú, toàn lực phòng ngự. Nhưng đối diện với thứ sức mạnh quá đỗi áp đảo này, Trương Bình liền gặp khó khăn. Dao sắc cứ thế ma sát với những chiếc gai nhọn của con dị thú chuột kia.
bên ngoài của nó quá cứng, mỹ nhân lệ chém không có nổi, cậu phải dùng cái đầu thay cho sức mạnh thôi. Ngay lúc này, con chuột kia liền xé cái mỏ của mình ra làm ba mảnh, sau đó tụ lấy ít năng lượng, sau đó bắn thẳng về phía Trương Bình. Giống như chơi trò chơi vậy, Trương Bình hiện tại phải tự điều khiển bản thân tránh khỏi đòn tấn công kia, hết lên rồi lại xuống, nhịp nhàng đều đặn, tiến lùi, rồi lại lộn nhào. Mắt là điểm yếu của con quái kia, chỉ có chỗ đó là không có giáp bao phủ, nhưng có một chút khó khăn khi nó cuộn thành hình tròn để phòng thủ, cậu phải tìm cách phá vỡ cách phòng ngự đó của nó. Nhìn vào bàn tay đang rực lửa của mình, khóe miệng Trương Bình liền cong lên, có cách rồi, thực hỏa giả sơ cấp, có thể thông qua nuốt lửa chuyển hóa thành năng lượng hỏa nguyên tố lưu trữ trong cơ thể. Còn có thể tùy lúc phóng thích năng lượng cho đến khi năng lượng hỏa nguyên tố lưu trữ cạn kiệt, năng lượng hỏa nguyên tố hiện tại là 100/100. Nếu như vậy thì Trương Bình phải ra lệnh trước, Minh Châu Quyền, đuổi chuột. Không ngờ tới Thiệu Minh Châu Quyền trong sách lịch sử lại có công dụng như vậy nha, chiêu này ỷ vào ưu thế hình thể nghiền ép kẻ địch nhỏ bé hơn. Tránh khỏi những đòn tấn công của con dị thú kia, Trương Bình một tay đưa về phía sau xoay dao, cậu phải dụ nó trước cái đã, chuột ngu này, ăn một dao của tao đi. Cứ như thế, Trương Bình dứt khoát một tay cầm dao thẳng thừng đâm vào lớp da dày của con chuột đang cuộn mình lao về phía cậu mà đâm tới. Không như lần trước có hơi sốc với công kích lần này, cậu bây giờ đã rút ra kinh nghiệm mà vô cùng tự tin. Một tay đưa dao chắn lấy con chuột đang cuộn mình lao tới, Trương Bình liền lộ ra nụ cười gian xảo của mình. Tiếp tục đốt, đừng giận anh nhé baby à. Sau đó một mồi lửa cậu trực tiếp ném thẳng về phía con chuột nhỏ kia. Cuối cùng là nhân lúc nó giải trừ phòng ngự này, thổi lửa lên lưỡi dao sắc bén rồi dứt khoát đâm lấy một cái nào, trực tiếp tấn công vào điểm yếu. Một tiếng nổ lớn cứ thế vang lên như muốn thổi tung tất cả, sau đòn kết liễu quá chi đẹp mắt kia, Trương Bình không khỏi cười lên sung sướng. Đẳng cấp từ 3 tăng lên 4, thể lực từ 15 tăng lên 16, sức mạnh từ 15 tăng lên 17, nhanh nhẹn từ 18 lăng lên 19. Quả nhiên, thực chiến thăng cấp nhanh hơn là rèn luyện bình thường rất nhiều. Lại nói tiếp, con chuột đuôi độc này xuất hiện có chút kỳ quặc, trong thành ngoài Thiên Thường Hồ, chả lẽ không phải còn dị hóa thú khác nữa đó chứ? Còn đang phân vân, từ phía sau Trương Bình liền hiện lên những khí tức đen kịt, cứ thế mà quấn lấy cơ thể của cậu kéo xuống bên dưới. Sau một tiếng hét thất thanh, Trương Bình liền rơi tự do xuống một nơi kỳ lạ nào đó mà cậu hoàn toàn không biết. Ngay lúc này, một bàn tay sáng rực liền đưa ra trước mặt của cậu, tôi cho cậu 5 phút. Trước lời này, Trương Bình ngay lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc, chính là giọng nói của cô gái ban nãy mà. Lúc này, một cô gái với tạo hình vô cùng kỳ lạ tay cầm kiếm chĩa thẳng về phía cậu liền xuất hiện, cho cậu 5 phút để cậu chứng minh bản thân mình là nhân loại đi. Chứng minh bản thân là nhân loại sao? Cậu vốn là nhân loại chân chính, hàng diêu không pha tạp nham, sao phải chứng minh làm cái gì chứ? Cô gái này có thật sự ổn không vậy? Chứng minh bản thân là nhân loại sao? Chẳng lẽ cô gái này cũng nhận ra có dị hóa thú đang ẩn nấp trong thành phố này ư? Chỉ là không biết cách phân biệt, cho nên mới kêu Trương Bình tự chứng minh bản thân là nhân loại. Lúc cậu chuẩn bị ra tay với con Thiên Thường Hồ kia, có lẽ cô ấy đã nghi ngờ. Trước lời này, Trương Bình liền cong miệng cười gượng, có thể gợi ý một chút không? Con chuột đuôi độc kia sẽ không phải là cô ấy thăm dò cậu đó chứ? Nhưng đối diện với lời của Trương Bình, cô gái kia vẫn hoàn toàn kiên quyết, còn 4 phút nữa, không những thế đến cả thuật giám định của cậu đối với cô cũng trở nên vô dụng. Giám định thất bại 999 lần, giám định thuật trung cấp, thăng cấp thành giám định thuật cao cấp, có thể giám định phe phái của mục tiêu, giám định thành công. Ngay khi bảng thuộc tính của người kia hiện ra trước mặt, Trương Bình không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, cái này cũng mạnh quá rồi, tính danh Lưu Từ Thiện, chủng tộc nhân loại, thế lực đội dọn dẹp, giá trị tăng trưởng 5 sao, cấp bậc, thức tỉnh giả cao cấp, đẳng cấp 28, thiên phú, điều khiển nguyên tố nước. Có thể thông qua uống nước dự trữ năng lượng nguyên tố nước, hơn nữa có thể tự do điều khiển năng lượng nguyên tố nước xung quanh và trong cơ thể. Khó trách vì sao Trương Bình lại khó giám định cô đến như vậy, ngay cả người đi đêm và nhẫn ám sát cũng vô hiệu với cô ấy. Thế lực là đội dọn dẹp sao, cái tên này vốn chưa từng nghe qua bao giờ, chẳng lẽ là tổ chức lớn thứ ba ngoài đội tuần phòng và đội điều tra ư? Trong lúc Trương Bình đang im lặng suy nghĩ, tiếng Lưu Tư Thiện lập tức gắt lên tức giận, còn một phút nữa khiến cậu giật bắn cả người, chờ tí đi, có gì mà căng như vậy? Vào thẳng vấn đề chính đây, cô gọi công viên nhỏ này là trường luyện võ, vậy cô cũng là người của cô nhi viện như Trương Bình đúng chứ? Nhưng trong trí nhớ ở cô nhi viện vốn chẳng có ai tên Lưu Tư Thiện cả, nếu cô ấy đúng thật đến từ đó, chắc hẳn là cô đã đổi tên. Còn đang mông lung suy nghĩ, một cái tên bất chợt chui ra khỏi miệng Trương Bình, cô là Lưu Đầu Nhân, hay Lưu Nhất Thủ, Lưu Sinh Học, Lưu Tinh Vũ hay Lưu Tư Tư. Trước lời này, Lưu Tư Thiện bất thình lình lấy ra một thanh kiếm băng mà cứa qua khuôn mặt bảnh tỏn của Trương Bình đe dọa. Điều này vốn chẳng phải là thứ có thể chứng minh được cậu là nhân loại hàng diêu không phải pha ke đâu. Nhìn mà xem, sốc chưa, phản ứng vừa rồi, xem ra cô chính là Lưu Tư Tư, cô ấy lớn hơn cậu tận 3 tuổi khi cậu vào học viện Minh Châu. Lưu Tư Tư đã tốt nghiệp và gia nhập đội tuần tra, nếu chỉ có cậu và cô ấy mới biết.
chiêu này là thiên băng địa liệt tư vô địch quyền, cậu phải học hỏi cho tốt vào. Thoáng chốc ký ức hồi nhỏ liền hiện ra, Trương Bình theo đó liền cười phá lên, thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba, thiên băng địa liệt tư vô địch quyền. Thấy người kia bị mình chọc cho đỏ cả mặt, Trương Bình liền cười lớn, chị thật sự là chị Tư Tư sao? Không thèm trả lời Trương Bình, Tư Thiện liền thu kiếm lại mà lên tiếng tiếp tục, câu hỏi thứ hai. Theo tư liệu của học viện, năng lực của cậu là khế ước bảo thạch. Bởi vì không thể thỏa mãn điều kiện phát động mà bị đánh giá là cấp vô dụng, vậy thì khoảng thời gian này cậu làm cái quái gì vậy chứ? Vào khoảng 2 tuần trước, Trương Bình đã ăn khế ước bảo thạch của chính bản thân mình, cậu liền trở thành triệu hoán thú. Mà chỉ bị chính mình khống chế mà thôi, bởi vậy cậu có thể miễn dịch với ảo thuật của dị hóa thú, nhìn thấu chúng nó ngụy trang như thế nào. Theo nghiên cứu gần đây của cậu, hiện nay trong thành tiềm tàng một lượng lớn thiên thường hổ. Cậu nghi ngờ có một đàn đã xâm nhập Minh Châu Thành, thiên phú bẩm sinh của chúng tộc chúng chính là biến dạng nhận thức. Nghe tới lời này, Tư Thiện không khỏi giật mình bất ngờ, hai tay đưa tới túm lấy vai người trước mặt mà xác nhận lại một lần nữa, những lời mà cậu đang nói chính là sự thật sao? Phố Lạc Nghiệp, bà chủ quán ăn sáng Vạn Thượng, bà chủ đồ nội thất Cửu An, đường Long Châu, ba thợ rèn phường Long Thương trường binh khí, còn có con thiên thường hồ chị ngăn tôi ra tay nữa. Chúng đều là đám cáo yêu vô cùng gian xảo đấy, nhưng chúng cũng chỉ là những con dị thú cấp thấp mà thôi, Tư Thiện có thể tự đi xác minh những gì mà cậu đang nói. Trước lời này, Lưu Tư Thiện liền quay lưng bước đi, cậu ở yên nơi này, cô sẽ sớm quay lại mà thôi. Kim Ba, tin tức này có đáng tin hay không? Sau khi thì thầm vào viên đá tím trong tay, giọng nói của Lưu Tư Thiện có thể truyền tới đồng đội nơi khác. Theo như anh trai Kim Ba này xác nhận, điều đầu tiên có thể chắc chắn là xung quanh Minh Châu Thành chưa bao giờ bị phát hiện loại dị hóa thú tên thiên thường hồ này. Nhưng năng lực biến dạng nhận thức này lại từng xuất hiện trước đây, cũng là phù hợp với miêu tả của Trương Bình kia. Kim Ba đã phái người bí mật đi bắt hai người gần nhất, hẳn là sắp về rồi. Lời này vừa dứt, một tiếng nổ lớn từ phía sau liền vang lên thu hút sự chú ý của Kim Ba, thấy có người chạy lại anh mới kịp hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Lúc này, vừa chạy để tránh khỏi công kích của ả nữ nhân theo sau, một thanh niên hoảng hốt lên tiếng, là bà chủ của cửa tiệm ăn sáng, vừa bị đưa ra khỏi thành đã phát điên vùng vẫy thoát ra mà tấn công lại bọn họ đó. Không để cho người kia kịp nói hết, bà chủ tiệm quán ăn này đã nhảy tới chỗ Kim Ba kia định ra tay. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu của mình, anh đã nhanh chóng phản ứng mà thu tay về phía sau nắm thành quyền, con ả này muốn chết sao. Ngay sau đó, một đấm liền đấm thẳng về kẻ trước mặt. Sau khi trúng đòn này, người phía trước toàn thân không còn nguyên vẹn mà nằm la liệt trên đất, đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Ngay sau đó, cỗ thân thể kia bất giác tan thành những làn khói đen kịt, cuối cùng là hiện ra dáng vẻ thật sự của nó, một con cáo tinh. Có vẻ như tin tức là sự thật rồi, cuối cùng bọn họ cũng rõ kẻ địch rốt cuộc là thứ gì. Không chần chừ thêm phút nào nữa, Kim Ba nhanh chóng ra lệnh cho những cấp dưới của mình, thông báo cho những tổ chức khác, trực tiếp tiêu diệt mục tiêu, không được để cho chúng chạy thoát. Tại học viện Minh Châu, đang nằm trên cái ghế vắt vẻo tận hưởng, nữ nhân này thoáng chốc giật mình ngồi dậy làm cho kẻ bên cạnh cũng hoảng hốt theo, điện hạ, sao vậy chứ? Không thèm đáp lời, ả ta liền lơ lửng trên không phi thẳng ra bên ngoài thẫn thờ, Nguyệt Cửu chết rồi, có người giết chết Nguyệt Cửu ở ngoài thành đó. Cảm nhận được thuộc hạ của mình đã tàn đời, ả thiên thường hồ này vô cùng tức giận, khắp người tỏa ra khí lực cuồng nộ, đôi mắt tím cứ thế sáng rực lên. Đường Lạc Nghiệp lại chết thêm một con, có thể nhanh chóng giết chết rồi lập tức che giấu khí tức của mình lại. Tránh được sự định vị của ả sao, đáng ghét thật chứ, rốt cuộc là kẻ nào, rốt cuộc là ai mà lại to gan như thế chứ, lần này ả điên tiết thật rồi đó. Tại không gian phòng tối, Trương Bình đang đợi bất chợt đã thấy Tư Thiện quay đầu nhìn lại, xác minh xong rồi sao? Đương nhiên là vậy rồi, nhưng bọn họ không thể xác thực, bỗng dưng Trương Bình sở hữu năng lực nhìn thấu trò quỷ thuật của thiên thường hồ. Có phải cố ý giăng bẫy cho đối phương hay là không, vậy nên cậu chỉ có thể làm tai mắt. Khoảng thời gian sau này, Lưu Tư Thiện sẽ ngầm bảo vệ cậu, cậu có phát hiện gì mới, buổi tối có thể liên lạc với cô. Nghe tới đây, Trương Bình liền bẻ bẻ khớp vai của mình, bảo vệ cộng giám sát sao, được thôi, chỉ cần có thể giải quyết được thiên thường hồ, tất cả điều kiện được đưa ra cậu đều đồng ý. Bất chợt, Lưu Tư Thiện liền ném cho cậu một thứ gì đó, miếng ngọc bội này là một đôi, một miếng gọi là lãnh ngọc, miếng còn lại gọi là noãn ngọc. Nếu như gặp chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng của bản thân, cậu chỉ cần dùng lửa bao phủ lên lãnh ngọc, noãn ngọc trong tay của Lưu Tư Thiện cô cũng sẽ nóng bỏng theo. Cô sẽ ngay tức thì biết được cậu đang gặp nguy hiểm, có thể ra tay chi viện ngay tức khắc. Nhưng nếu Lưu Tư Thiện cô vẫn đề nghị cậu tự tăng cường sức mạnh của cậu, suy cho cùng không ai có thể đảm bảo an toàn 100% cho cậu đâu. Trước lời này, Trương Bình chỉ gãi đầu cười cười, cậu cũng đã nghĩ đến việc tìm một quán võ để học quyền anh rồi, nhưng học phí thì cậu không gánh vác được đâu. Hiểu được dụng ý của Trương Bình, Tư Thiên chỉ thản nhiên bước đi, cô sẽ nộp đơn xin kinh phí, cậu có thời gian rảnh xem có võ quán nào phù hợp. Mấy ngày gần đây thiên thường hồ bớt đi rất nhiều,
chắc là đã bị người của đội quét dọn xử lý hết rồi. Tư Thiện không nói thân phận cho Trương Bình, xem ra vẫn là chưa tin tưởng cậu cho lắm. Nếu không phải thuật giám định của cậu thăng cấp có thể giám định ra mục tiêu sở thuộc phe cánh, thì cậu vẫn không biết cô ấy là người của đội quét dọn. Nhưng sao vừa bắt đầu bọn họ đã biết được Thành Minh Châu bị thú di hóa xâm nhập chứ? Thôi kệ đi, chỉ cần có thể giúp giải quyết Thiên Thường Hồ là được rồi. Hơn nữa ra tay sẽ cho 10.000 tiền Minh Châu, cũng khá là hào phóng đấy chứ. Lúc này, một cô gái từ đâu bước tới phát tờ rơi về học quyền thuật, Trương Bình liền bước tới mà lấy cho bản thân một tờ. Khoản học phí này cũng không rẻ nhỉ, mà cũng không biết có hợp với cậu không nữa. Nghe tới đây, cô gái kia liền cười tươi lên tiếng, khóa học này tuyệt đối là đáng đồng tiền bát gạo đó, võ kỹ thú vương quyền của bên cô cũng được tính là có tiếng ở Thành Minh Châu này đó. Nếu Trương Bình không tin, cô có thể biểu diễn cho cậu một chút coi như là mở mang tầm mắt. Không nói nhiều nữa, cô gái này liền đứng ra trước mặt Trương Bình mà đứng tấn, ba thức đầu tiên của thú vương quyền, phân chia thành viên vương thức, cự ngạc thức, phượng trảo thức. Nhìn dáng vẻ này mà xem, thú vương quyền này dù là bộ pháp hay là chiêu thức thì cũng đều lợi hại hơn minh quyền nhiều. Từ thức 1, thức 2 đến thức 3 đều quả thực là bộ sưu tập võ kỹ không tệ. Động tác của viên vương thức hay thay đổi, không có định hình. Chẳng qua chỉ là cô ta không đủ thành thục, hoàn toàn không thể hiện được ra uy lực của thú vương quyền kia mà thôi. Vừa mới cúi xuống đỡ lấy cô gái này lên, từ lúc nào đã có hai anh trai to cao bước tới chỗ Trương Bình quát lớn, ai cho phép người của thú vương quyền quán các người ra đây phát tờ rơi hả? Trước lời này, cô gái kia vẫn chỉ cười cười gãi gãi đầu, thật ngại quá đi, cô không biết ở đây là không được phát tờ rơi đó. Bất chợt, một thanh niên tóc vàng liền bước tới trước mặt cả hai liền lên tiếng. Loại võ kỹ thú vương quyền đẳng cấp thấp này có gì mà hay ho chứ, tao khuyên mày vẫn nên đến hình ý quyền quán bọn tao đi. Mà lời còn chưa nói xong, thanh niên kia đã bị Trương Bình làm cho tức tới độ bốc cháy, xiểm điện ngũ liên quỵ sao? Phải là xiểm điện ngũ liên kích mới đúng, tên nhãi con kia, mày mới là liên quỵ ấy. Lần trước nói chuyện ở trong lò rèn tao vẫn chưa tìm mày tính sổ đâu, hôm nay vừa hay có cơ hội, hùng đai, hùng nhị, lên hết cho tôi. Nhìn thấy đối phương có ý định bắt nạt, cô gái kia tức thì đứng chặn trước mặt Trương Bình, cô không cho phép mấy người ở đây bắt nạt cậu ấy. Thế thì sao chứ, nhìn mấy thằng cha cơ bắp đang tự xé áo mình thể hiện đây có đang sợ không, nhìn cho kỹ vào cô em, mấy đống cơ này đủ để khiến cô tắc thở đó. Lúc này, Trương Bình vừa hay cũng đã giám định được hai tên đàn ông này, tên Hùng Nhị, chủng loại con người, thể lực hình ý võ quán, trưởng thành một sao, giai cấp người thức tỉnh sơ cấp. Cấp 4, thiên phú, tăng cường thể chất, trí thông minh bị giảm 70% để đổi lấy một mức độ kỹ năng tăng cường thể chất nhất định, sức mạnh thể chất tối đa là 30%. Còn tên Hùng Đại, chủng loại con người, thể lực hình ý võ quán, trưởng thành một sao, là người thức tỉnh sơ cấp, bậc 4, thiên phú cũng giống như em trai mình là tăng cường thể chất. Nhìn về cô gái trước mặt, tên Hùng Nhị cũng lên tiếng nhắc nhở, con khốn này mày cút sang một bên, bằng không tao chăm sóc luôn cả mày đấy. Nhìn thấy bảng thuộc tính kia, Trương Bình thoáng chốc bất ngờ, trí lực đổi thể xác cường hóa sao, các người xác định đây là thiên phú á. Mà còn cô gái này, Vương Khiết Mẫn, chủng loại con người, thể lực thú vương võ quán, trưởng thành 7 sao, người thức tỉnh sơ cấp. Bậc 3, thiên phú, cần cù bù thông minh, khả năng học tập giảm 99% và bất kỳ kỹ năng nào cũng có thể được cải thiện thông qua việc rèn luyện bền bỉ. Với mỗi ngày kiên trì, tốc độ tăng trưởng của cùng một loại bài tập sẽ tăng 10%, lên tới 1.000%. Thật không ngờ cô gái này lại có giá trị trưởng thành cao đến như vậy luôn đó, Vương Khiết Mẫn lại là đại lão đúng sau đấy ư. Nhưng với thực lực bây giờ của cô mà ra mắt giúp Trương Bình, không phải là đang tìm chết hay sao? Bất ngờ ném cho Vương Khiết Mẫn một sấp tờ rơi, Trương Bình liền kéo vai cô ra sau, đây là việc của cậu, vẫn là nên để cậu tự thân mình giải quyết thì hơn đó. Nhưng bọn họ có 3 người, cậu tự mình ứng phó sẽ chịu thua thiệt đó. Không có sao đâu, không phải vừa rồi cô mới thể hiện viên vương thức đó sao, đúng lúc để Trương Bình lấy bọn họ luyện tập một chút xem thử vậy. Trước lời này, một tên trong số 3 tên kia liền xông thẳng về phía trước định một chân đạp xuống chỗ Trương Bình. Nhưng lần này mày đụng nhầm người rồi tên Hữu Dũng Vô Mưu à, thức thứ nhất, một chưởng vào gáy, thức thứ hai, một chưởng vào bụng. Ngay khi tên tóc vàng định sử dụng xiểm điện ngũ liên, Trương Bình vẫn rất bình thản mà lướt sang một bên tránh đòn, thức thứ ba, chim cút vỡ trứng. Nhìn xuống thằng cha tóc vàng đang ôm bộ ấm chén tan nát của mình đau tới độ không đứng lên được, Trương Bình chỉ bật cười, đáng tiếc. Anh ta không mang theo hai người đấy thì xiểm điện ngũ liên quỵ mà anh ta vẫn luôn tự hào kia đã biến thành tam liên quỵ rồi đó. Nói lời này xong, Trương Bình liền kéo tay Khiết Mẫn rời đi, cô đưa cậu đến thú vương quyền báo danh đi. Thấy thanh niên kia chỉ vừa mới nhìn đã đồng ý báo danh, Vương Khiết Mẫn thật sự là khó tin vô cùng, thật sự là muốn báo danh sao. Cậu đúng là có mắt nhìn đấy, quá là siêu luôn, chỉ mới nhìn cô làm có một lần mà đã học được viên vương thức rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao. Vậy sau này cô có chiêu thức gì nhỉ không hiểu, cậu có thể dạy lại cô không? Ngay khi Trương Bình đồng ý, Khiết Mẫn đã cười tươi roi rói,
có cậu giúp cô, nhất định cô có thể nhanh chóng mạnh lên. Cô có tiềm lực 7 sao, sau này tệ nhất cũng sẽ là người thức tỉnh cấp cao đó, thậm chí còn có thể trở thành người thức tỉnh đỉnh cao cũng không bằng. Có lẽ sau này Trương Bình phải tìm cô để nhờ cô giúp đỡ mới đúng hơn đó. Ở bên này, tại võ quán Thú Vương Quyền, các nam sinh vừa nghe giáo quan sắp về tới nơi thì hoảng loạn vô cùng, không phải là 2 ngày nữa sao? Làm sao đây chứ? Tới cả một nửa chiêu viên thức bọn họ còn chưa học xong nữa mà, không những thế còn có người thăng thiên đi gặp ông bà ông vải rồi. Nhìn dáng vẻ này coi bộ mọi người rất sợ giáo quan nhỉ. Đến cả Khiết Mẫn cũng phải hoảng sợ, giáo quan Bạch Đức của bọn họ nổi tiếng khắt khe, hễ không hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ bị phạt nặng đó. Không những thế, Khiết Mẫn còn tự tin bản thân là người ăn phạt nhiều nhất trong võ quán nữa đó. Đến hơn một tháng, tới quyền pháp nhập môn cũng chưa đạt tiêu chuẩn, thấy ghê chưa? Lời còn đang nói, một bóng dáng bật chợt hiện ra mà đẩy cửa bước vào làm cho tất cả học viên phải giật mình xếp thành hàng. Tất cả đứng nghiêm, tư thế không đúng, phạt chạy 50 vòng. Mà lúc này, Trương Bình cũng vừa hay quét được bảng thuộc tính của người kia, Bạch Đức, chủng tộc con người, thể lực thú vương quyền quán, giá trị trưởng thành 1 sao, thiên phú, thực hình bổ hình. Thay đổi hình dạng cơ thể phù hợp bằng cách ăn thức ăn, số lượng hình dạng có thể lưu được liên quan đến cấp độ. Cho đến nay, hình dạng sói chạy và hình dạng sư tử cuồng chiến đã được lưu lại. Ông lão này cũng là mạnh quá đi, từ cấp bậc mà thấy, dường như có thể so sánh được với cả Tư Thiện đó. Mà lúc này, Bạch Đức cũng đã phát hiện ra có người lạ trong phòng, cậu chính là thằng nhóc hôm nay đã giúp dạy dỗ hình ý quyền quái một trận sao, nhóc con, xem đây. Còn tưởng ông lão kia sẽ đấm xuống cái vỡ mồm, Trương Bình thế mà đối diện với mỗi quyền pháp của ông đều hoàn toàn có thể né được một cách dễ dàng. Thầy cũng quá đáng quá rồi, chẳng nói chẳng rằng đã ra tay với người mới như em. Người mới sao? Sao ông nghe nói? Nhóc con cậu chỉ nhìn viên vương thức có một lần đã học được mà. Ngay tức thì, một nắm đấm liền vung tới kề sát mặt Trương Bình khiến cậu hoảng hồn. Tưởng như đi tong cái mặt tiền này, cũng may Bạch Đức kia còn có lương tâm chỉ xoa xoa đầu của cậu. Vốn ông còn không tin, giờ thì ông tin rồi đó, nhận thức của tiểu tử cậu không có tệ đâu. Đáng tiếc người diễn viên vương quyền cho cậu xem lại là một nhóc gà mờ, có những bước chân cách xa nhau cả ngàn dặm. Ít nữa ông sẽ uốn nắn lại cho cậu, còn những cô cậu đáng yêu đây ơi, chuẩn bị kiểm tra xem các cô cậu có lười biếng hay không thôi nhỉ. Tất cả đứng thành hàng, từng người một lên đối chiếu với tôi, ai không đạt tiêu chuẩn sẽ phải chống đẩy 500 cái và mang tạ đi quãng đường 10 km. Lúc này, Khiết Mẫn liền chạm nhẹ vào người Trương Bình có chút lúng túng, giáo quan không dạy nhiều cho cô. Vậy nên lát nữa thầy uốn nắn cậu xong, cậu có thể dạy lại cho cô không? Đương nhiên là không thành vấn đề, học xong cô theo cậu về Thiết Chi Hồn, cậu sẽ luyện cùng cô. Kỹ năng thiên phú của cô gái này đúng kiểu dùng để giày vò người khác nhỉ, cần cù bù thông minh sao, chẳng trách giáo quan Bạch Đức không muốn dạy nhiều cho cô. Mấy ngày sau tại Thiết Chi Hồn, từ nãy tới giờ chỉ với một động tác mà Khiết Mẫn đã làm sai cả nghìn lần rồi. Trương Bình đem chiêu thức của viên vương thức tách ra những động tác nhỏ để cô ấy luyện tập từng động tác một, như vậy mới miễn cưỡng có chút hiệu quả. Nhưng thứ vương quyền này quả thực cũng có lề lối, mới luyện có vài ngày mà cậu đã mơ hồ cảm nhận được cấp bậc có dấu hiệu tăng lên. Lúc này, chị Cưu Sắc ở bên ngoài bất chợt vang tiếng, để cậu ra ngoài xem thử, Khiết Mẫn cứ tập đi. Ngồi dựa người vào chiếc bàn, Cưu Sắc có chút khó chịu, lần này chút nữa là thất bại rồi, thú hoang, thú dị hóa bên ngoài cũng ít đi rất nhiều. Bọn cô không thể đi sâu vào khu rừng phía bắc, cuối cùng lại gặp phải bầy sói, còn toàn là sói phong bao. Mà hiện tại cô vẫn ổn đây thôi, bọn cô dùng độn địa sản để trốn khỏi đó, bầy sói đó không tìm được con mồi, nên đi tấn công những người dùng quanh đó. Cưu Sắc nhân cơ hội ngư ông đắc lợi, lấy được thứ tốt từ chúng về nè. Đây là phong chi bảo thạch, phẩm chất hiếm có, một kết tinh sinh vật vô cùng hiếm có, khó gặp. Nó có thể được sử dụng để lưu trữ năng lượng nguyên tố gió và thông qua sự hướng dẫn tâm linh, năng lượng có thể giải phóng được để tạo thành các đòn tấn công như phong nhận, phong bạo. Thấy Trương Bình nhận lấy món đồ mà vẫn còn ngờ ngợ, Cưu Sắc liền cười lớn lên, cậu đúng là biết phân biệt đấy. Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể sử dụng thứ này để thực hiện các phép thuật như phong nhận, phong bạo từ không khí mỏng. Bất chợt, một giọng nói liền vang lên bên tai Trương Bình, anh này, bây giờ là ban ngày, như này không tốt, ai nha, đừng cởi, buông tay của anh ra, phạm ra đao, thức thứ nhất. Đao khí tung hoành, làm cho tôi xem, chim trên cây theo cặp, nước xanh núi xanh mang lại nụ cười, nguyệt thập nhị chết rồi, loài người đáng ghét, hôm nay ta phải ăn thêm 2 con. Ngay sau đó, bảng thuộc tính của Trương Bình liền hiện ra, cấp bậc hiện tại của cậu đã tăng lên level 4, đã vậy còn sở hữu thêm năng lực phong ngữ giả sơ cấp. Người dùng có thể nghe thấy ngẫu nhiên những giọng nói lớn đầy cảm xúc trong bán kính 10 dặm và không thể chủ động kiểm soát chúng. Bất giác một giọng nói cứ thế vang lên bên tai Trương Bình, Nguyệt Lục, trong cửa hàng ngoài Vương Khiết Mẫn ra vẫn còn có một người con trai. Người con trai đó hình như chính là người đã hại chúng ta trong ký túc xá khiến chúng ta bị bệ hạ trách phạt đó. Có vẻ như mùi không sao, trưa nay ăn thịt chúng đi, ta ăn thằng oát kia, Vương Khiết Mẫn là để dành ngươi.
thật không thể tin được, cậu đã bị nhắm vào rồi sao? Ở bên này, vừa mới tắm rửa sạch sẽ thoải mái, viên noãn ngọc của Tư Thiệu đã đỏ lên, Trương Bình gặp nguy hiểm rồi. Đã qua lâu như vậy rồi, sao chị Tư Thiện vẫn chưa tới chứ? Cảm giác như hai con thiên thường hồ này đã rất mất kiên nhẫn rồi, sẽ bước vào bất cứ lúc nào. Hai con thiên thường hồ trung cấp, dù có thêm chị Sắc ở đây cũng không hoàn toàn thắng được. Đúng rồi chị Sắc, chị vừa mới về vẫn chưa đi gặp chú Lưu nhỉ, hay là chị lên tầng cùng chú đi, em đi mua ít đồ ăn làm cơm cho hai người. Nhân lúc bây giờ đưa theo Vương Khiết Mẫn rời khỏi nơi này thôi, để tránh làm liên lụy tới chị Sắc và chú Lưu. Tại sân sau của lò rèn, trong lúc Khiết Mẫn đang tập luyện, Trương Bình lập tức tiến tới mà kéo tay cô đi. Nhưng còn chưa kịp bước thêm, hai con thiên thường hồ bất chợt đứng ra trước mặt mà chặn lại, hai bé định đi đâu vậy? Ngay khi Khiết Mẫn định đi qua chỗ bố mẹ của mình, Trương Bình đã lên tiếng ngăn lại, mặc cho cô có nói họ là bố mẹ của mình đi nữa. Nhìn mà xem, hai con thiên thường hồ kia một con cấp 15, một con cấp 16 sao có thể là bố mẹ của cô? Mẫn Mẫn, người bên cạnh con là ai vậy? Sao trông có vẻ sợ bố mẹ thế nhỉ? Ngay khi Khiết Mẫn định giới thiệu Trương Bình, một khoảng không gian bất chợt hiện lên bao bọc lấy cả hai người, không gian phòng tối, tốt quá rồi. Thấy cả hai sắp biến mất, hai con thiên thường hồ kia lập tức lộ ra bộ mặt thật mà xông lấy, nhưng đừng quan tâm tới chúng, ôm chặt lấy tôi đi. Cứ như vậy, trước móng vuốt của hai con thiên thường hồ kia, Trương Bình không may trúng hẳn một chiêu của nó cứ thế ngã ra phía sau. Cho tới khi không gian yên lặng trở lại, Khiết Mẫn mới ngồi dậy lo lắng cho đối phương, nhưng yên tâm đi, cậu vẫn ổn. Mà bây giờ Khiết Mẫn còn sốc hơn, bố mẹ của cô, không phải, chúng là thiên thường hồ sao? Thật không tên nhãi này có thể nhìn thấu được sự ngụy trang của chúng đấy, vậy thì càng không thể để lại ngươi rồi. Ngay khi con dị thú kia phóng thẳng về phía mình, Trương Bình nhanh chóng rút dao sắc ra chắn lấy móng vuốt của nó. Nhưng tốc độ lần này cũng quá nhanh đi, vốn không thể tránh được, đây chính là khoảng cách về cấp bậc sao. Ở bên này, con thiên thường hồ kia cũng đã bước tới chỗ Khiết Mẫn mà lộ ra ánh mắt đỏ ngầu của mình, con gái ngoan của mẹ. Nhìn thấy đối phương đang bị con thú kia mê hoặc, Trương Bình bên này chính là đứng ngồi không yên, tiêu đời rồi, cậu sắp không trụ nổi nữa. Bất chợt, giọng nói của chị Tư Thiện liền vang lên, Trương Bình mau tránh ra. Cứ như thế, một dải băng lớn liền lan tới xuyên thủng người hai con dị thú này. Mặc kệ Khiết Mẫn có van nài thế nào, cô vẫn thẳng thừng ra tay, trực tiếp xé nát hai con quái kia chỉ trong một đòn. Cho tới lúc hoàn thành hết mọi thứ, Khiết Mẫn liền đau đớn hét lên, tại sao cô lại giết bố mẹ tôi chứ? Còn Trương Bình nữa, cậu đừng có lừa tôi, rõ ràng họ là bố mẹ của tôi mà. Ôm lấy Khiết Mẫn đang mất bình tĩnh, Trương Bình liền nhìn về phía chị Tư Thiện lên tiếng, tại sao thiên thường hồ không lộ ra bộ dạng thật nữa vậy? Có thể trong thành tồn tại thiên thường hồ cấp vương giả, cường hóa thiên phú huyễn thuật của cộng đồng. Vì vậy nếu là hồ ly cấp thấp thì cũng có thể giấu được người thức tỉnh cấp cao, mà những con mà bọn họ biết trước đều ở ngoài thành nên mới bị lộ bộ dạng thật sự. Như vậy cũng có nghĩa, chỉ có một mình Trương Bình mới có thể vạch trần được lớp ngụy trang của bọn chúng. Vương Khiết Mẫn, hai con thú dị hóa này đã giết chết bố mẹ cô, rồi ngụy trang thành bọn họ, đây mới chính là sự thật nè. Nhìn thấy thân xác trước mặt không còn là bố mẹ nữa mà thay vào đó là một thú dị hóa, Khiết Mẫn sốc không nói lên lời, sao lại có thể chứ? Trong một tuần này đã chết mất 9 đồng bào rồi, xem ra con người đã tìm được cách phá giải huyễn thuật ư, điện hạ, chúng ta cứ trực tiếp giết chết tất cả con người, tiếp quản thành phố này đi. Trước sự tranh cãi của đám cấp dưới, nữ hồ ly này liền lên tiếng trấn an lại, một lũ ngu xuẩn, giết chết con người không thực tế, hơn nữa còn lãng phí thức ăn đó. Chuyện cấp bách hiện nay là dụ đám kia ra từ góc tối, loại bỏ từng đứa một. Không biết phó thành chủ có đối sách gì không? Theo như tên bên cạnh, bọn chúng có thể thu hút những chủng tộc khác bước vào, quẩy đục thành Minh Châu, sau đó tập trung vào việc loại bỏ một số cường giả mạnh nhất của loài người. Ba tổ chức lớn, ngoài đội tuần phòng và đội điều tra ra, còn có một tổ chức nữa, khi đó thành chủ bị vua làm thiệt hại nghiêm trọng, bị thương bỏ trốn. Hắn đã nghi ngờ rằng hắn đang ẩn náu trong tổ chức đó, hắn rất rõ ràng tên kia sẽ không rời khỏi thành, nhất định là đợi cơ hội bọn chúng lộ sơ hở. Lúc này, một ả hồ ly liền lên tiếng, ả thấy dẫn những chủng tộc khác vào thành là ý kiến không tồi. Nhưng bây giờ vua vẫn đang ngủ sâu, mặc dù ông giúp đỡ tộc của bọn họ, nhưng nếu ông dám có bất cứ động thái nhỏ gì, ả này sẽ giết chết ông đó phó thành chủ. Mong rằng ông hiểu rõ được vị trí của bản thân mình, Hoàng Trạch Minh. Quỳ xuống đất thề nguyện một lòng trung thành với ả hồ ly kia, hắn cả đời hiến dâng cho thành Minh Châu, đáng tiếc thành chủ vô dụng. Thành Minh Châu chậm chạp mãi không thể phát triển lên được, hắn làm vậy chỉ vì một tương lai khiến thành Minh Châu đây được cai quản bởi một kẻ mạnh mà thôi. Ở bên này, nhìn vũng máu trước mặt, Khiết Mẫn run run chạm tới, liên tục xin lỗi bố mẹ của mình, nếu cô nhận ra sớm hơn thì đã không như vậy rồi. Cho dù cô có phát hiện ra sớm, thì cũng có thể làm được gì chứ. Trước lời này, Khiết Mẫn dường như hét lớn lên, nói cho cùng đều là lỗi của cô, tại cô quá yếu, loại người như cô. Tới cả quyền pháp đơn giản nhất cũng không học được,
Tại sao loại chuyện này lại xảy đến với bố mẹ của cô chứ? Tại sao người chết không phải là cô? Nhìn Khiết Mẫn khóc lóc trong tuyệt vọng, Trương Bình bất chợt tiến tới ôm lấy cô vào lòng an ủi. Nghe đây, chuyện này không phải là lỗi của cô. Cậu và Khiết Mẫn giống nhau, cũng có một người rất quan trọng nhưng lại bị Thiên Thường Hồ của đội tuần phòng giết chết rồi. Cậu không thể không nghĩ, nếu ngày đó cậu ngăn cản cô ấy đến đội tuần phòng, thì liệu có phải sẽ không xảy ra tình cảnh như vậy không? Nhưng trong lòng cậu biết rõ, dù có quay lại quá khứ, kết cục cũng sẽ không thay đổi. Đến đội tuần phòng là mơ ước của cô ấy, không có bất cứ ai có thể ngăn cản được. Không ai có thể thay đổi được số mệnh, vậy nên việc người nhà cô bị giết không phải là lỗi của cô, nhưng cô có thể thay đổi tương lai, bảo vệ cho những người quan trọng khác. Trương Bình tin rằng bố mẹ Khiết Mẫn trên trời có linh, cũng nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ cho cô. Còn về những con quái vật trong thành, tin cậu đi, cậu nhất định sẽ tiêu diệt từng con một. Nhưng còn chưa an ủi xong bài, Trương Bình bất ngờ phun một ngụm máu vào mặt Khiết Mẫn, cuối cùng là gục xuống. Chắc do vừa rồi cậu ra lệnh cho cơ thể của chính mình ráng chống đỡ, không ngờ chỉ có thể duy trì được trong một khoảng thời gian ngắn tới như vậy. Cho tới lúc cậu tỉnh lại lần nữa, Khiết Mẫn và Tư Thiện đã đứng ngay trước mặt, cậu đã ngủ bao lâu vậy chứ? Hiện tại cậu đừng có cử động để tránh vết thương toác ra rộng hơn. Mà Trương Bình à, Khiết Mẫn nghĩ rồi, cô muốn trở nên mạnh hơn, sau đó cùng với mọi người đi tiêu diệt Thiên Thường Hồ. Trước quyết tâm này, Tư Thiện một bên cũng nói thêm, bây giờ nhà cô đã không còn an toàn nữa rồi. Tôi đề nghị cô nên đến đây ở tạm trước, nếu hai người ở cùng nhau, tôi có thể giữ cho hai người được an toàn. Bất chợt, trong không gian lại truyền tới những giọng nói kỳ lạ, vua, hắn vẫn đang ngủ sâu, làm rõ vị trí Hoàng Trạch Minh, thuộc hạ không dám. Mét thanh này chính là của Lạc Thi Vũ mà. Ngay lập tức, Trương Bình liền báo cáo cho chị Tư Thiện đây, phía Thiên Thường Hồ có tình báo. Sau một lúc, Tư Thiện cũng hiểu ra, Hoàng Trạch Minh, ông ta là phó chủ thành của thành Minh Châu, xuất hiện trong cuộc đối thoại với Thiên Thường Hồ. Hơn nữa còn xưng là thuộc hạ, nói rõ thì có khả năng ông ta đã làm phản rồi, còn vua có thể đủ huyễn thuật cường hóa cộng đồng, đồng thời khiến cho người thức tỉnh đỉnh cấp không thể nhìn thấu, vậy ắt là vương giả trong đám Thiên Thường Hồ rồi. Nếu vua của bọn chúng đang ngủ say, vậy bây giờ chính là cơ hội tốt để bọn họ phản công. Trương Bình, bọn họ cần cậu phối hợp để phân biệt Thiên Thường Hồ. Cùng lúc đó cả hai chú cháu Cừu Sắc vẫn đang chờ cơm của Trương Bình, đói hả họng vẫn cố gắng đợi cậu mua đồ ăn về, chắc tiểu tử đó sắp về tới nơi rồi. Tại căn cứ đội quét dọn, lúc trước bảo tôi khởi động mật thất, bây giờ lại muốn mở thiên mạc sao? Mani thấy Tư Tư kia đúng là biết sai khiến người khác mà. Bước vào trong phòng, Mani cùng Trần Lạc Vi đã uống sẵn cà phê rồi, lần này có vẻ sẽ lâu lắm đây, nếu đã chuẩn bị xong, vậy thì cả ba cùng nhau bắt đầu thôi. Bước chân vào ấn kết, Hứa Khiết liền đưa hai tay của mình ra sau đó đọc phép, dương quang, xung năng, hoàn tất, quang ảnh huyễn biến mất, hoàn tất. Ngay sau đó, một màn đen liền bao khắp lấy thành phố này, huyễn quang thiên mạc, khởi động, bao phủ toàn thành. Video của mình đến đây là hết rồi, bên trên là nội dung tóm tắt phần 1 của bộ truyện. Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy để bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký và ấn chuông theo dõi để nhận những video thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.